Đây là chiếc máy nu đang đầm đầm đường. Đoạn đường này đã đầm cơ bản là xong rồi. Còn chiếc máy này đang đi lên đoạn đường đoạn bên trên. Ta đi cùng chiếc máy này. Máy rung rất mạnh, đầm rất mạnh. Ta nhìn thấy cái máy nó rung rất mạnh. Bên dưới còn một chiếc máy nu nữa kìa. Tôi thấy đường đã lu rất là bóng nhẵn rồi. Rất chắc. Tôi đang đi theo chiếc máy này. Các bạn thấy không, rung rất mạnh, quả rung rung rất mạnh, quả lu rung rất mạnh. Đường rất rộng, rộng vào 14 mét chiều ngang mặt đường, hai làn xe này, ô tô, hai làn xe máy, xe thô sơ. Đây là đoạn đường ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đoạn đường đi từ chỗ bắt nguồn từ quốc lộ 1A chỗ bệnh viện Lạng Giang đi chạy lội An Hà đấy. Ai là người Lạng Giang thì biết. Con đường mở rộng. Đây là con đường mở rộng. Trước nó đã có một con đường nhựa nhỏ rồi. Ta có thể thấy máy rung rất mạnh, đầm rất là kỹ, đường nhẵn bóng. Thank you.
Chui. Đấy, chúng ta xem máy nu đang làm được. Ơi. Pha chưa? Xong hết nấu. Có hai cái. Đang xem làm đường đây này. Đang xem máy nu làm đường đây này. Đây này. Đang xem máy nu làm đường đây này. Máy nu đầm rất mạnh. Bên trên kia còn một cỗ máy gì kia nữa, máy gạt. Máy gạt đang đổ ở trên kia. Máy nu bây giờ đang tiến lên đoạn đường mới bên trên. Bây giờ chúng ta lên cùng chiếc máy nu này, đi theo máy nu này lên đoạn trên này. Trước mặt đây là một chiếc máy gạt. Máy gạt, máy san đấy. Gạt cắt gọt đấy. Gạt mặt bằng đấy. Con đường quyết định ở cái máy gạt mặt bằng này. Đường rất là rộng, mênh mông. Đây có một đây một chị phụ nữ đang bế cháu về. Đã có một con đường đẹp. Không biết bao nhiêu bước chân mới qua được cái con đường này. Chứng tỏ đường rất rộng. Đây chiếc máy gạt đây, máy nu đã đi qua rồi. Máy gạt cũng bắt đầu xuất phát. Máy gạt cũng bắt đầu xuất phát lên đoạn trên để gạt đất. Đoạn này là gần có một đường nhánh vào trong thôn xóm. Đường nhánh. Đoạn này gần như ngã ba đây. Bây giờ chúng ta xem máy gạt và máy nu tiếp tục ở đoạn đường tiếp theo đây. Đây ta thấy một xe tưới nước. Xe tưới nước. Cũng
Đấy là anh kỹ sư giám sát thi công đó. Vừa đi xe máy đấy. Đấy, anh ta ra chỉ cho xe đổ đất, đổ đá. Các bạn xem làm đường, kỹ thuật làm đường rất là hay. Không biết các bạn thế nào chứ ở khu vực này chiều cái tầm mát trời, người già trẻ em cũng ra xem làm đường. Nhưng hiện nay là đang nắng, nắng cho nên không có người xem. Đây là một vùng nông thôn, xã miền núi, cho nên dân trí vẫn còn thấp, vẫn rất thích xem làm đường. Cán bộ đang chỉ đạo cái xe đổ đá mây. Đổ từng ít một để cho nó đảm bảo hoặc là máy gạt nó đều. Đấy, đã đổ xong. Có lẽ đổ xong là đến lượt máy gạt nên gạt, nên san. Cỗ máy gạt đã sẵn sàng. Máy gạt đã bắt đầu tiến tới. Ta xem máy gạt vào gạt đất, gạt đá, đá mây, đây gọi đá mây.